ở bên kia đường thì bây giờ phải qua bên đường đã. Hello mọi người, chào tất cả các khán giả đang xem chương trình của Loan Hansi. Lâu lắm rồi thì Loan mới quay lại chỗ này để ăn tối luôn á. Ủa, còn bán không? Sao thấy vắng quá vậy ta? Dạ dì ơi, cho con 2 phần đem về nha. Ở đây còn có bánh lăng nữa nè, bánh lăng ở đây thì có 3 vị. À, còn có cả nước ngọt nữa nè. Loan ở đây cũng phải 3 năm luôn rồi nè, nhưng mà năm nay thì có vẻ là hơi ít ghé lại đây. Nghe chủ quán nói thì thời gian bán hàng ở đây cũng phải lên tới hơn 30 năm luôn rồi á. Trời ơi, đúng là cái kiểu mà bán hàng truyền thống luôn á. Hình như ở đây là tầm 8 giờ gì đó là sẽ được xếp bàn ở bên ngoài vỉa hè luôn. Có lẽ là hôm nay mình đi sớm quá thì phải. Ở đây có một điều đặc biệt là cái quán này không có hề rộng như những quán khác đâu nha. Chiều rộng của quán này vỏn vẹn chắc chưa tới 2 mét luôn á. Được cái là sâu bên trong có thể xếp bàn cho mọi người ngồi nữa. Y chắc cô chủ quán đang làm 2 phần cho mình đem về nè. Tranh thủ thời gian chưa làm xong thì mình sẽ quay lại một chút xíu cho các bạn cùng xem ha. Tuy là không gian ở đây khá nhỏ và hẹp nhưng mình thấy rất gọn gàng và sạch sẽ luôn á. Tuy không được rộng lớn nhưng mà ở đây đông khách lắm luôn. Không chỉ riêng thứ bảy chủ nhật không đâu, bởi vì hồi trước mình có ăn ở đây những ngày thường luôn rồi nè. Quán ở đây hình như là có 3 đến 4 người làm lận mà tất cả đều là người trong gia đình hết. Bữa nào mà đông còn có mấy bé ra phụ bưng bê nữa cơ. Vô đây ăn thì cũng rất là yên tâm luôn, bởi vì xe của mình ở bên ngoài thì sẽ có người giữ xe cho mình luôn. Mỗi lần mà ăn trực tiếp tại quán thì mình thường ngồi ở ngoài vỉa hè cơ, chứ mình cũng không có thích ngồi trong đây cho lắm. Tại vì ở trong đây tuy là có quạt nhưng mà vẫn không có được thoáng mát giống như ở bên ngoài á. Wow, cái nồi canh này nhìn hấp dẫn ghê chưa. Trời ơi, mình đứng quay thôi mà hở cái bụng mình nó kêu rùng rột luôn á. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp hết ở trên đây rồi nè. Làm như vậy là để thuận tiện cho việc bán hàng hơn. Ở đây thì có bánh canh, nuôi giò, sườn, nạc. À còn có cả mì với hủ tiếu nữa. Trời ơi, nhìn mấy cái dĩa giò kìa, nhìn ngon đến mức mà muốn ngồm ngoàm luôn á. À một số chỗ lên hay đi mua đồ ăn á, thì người ta cũng bày giò lên như vậy nè. Nhưng mà thường thì bày lên như vậy giò sẽ bị sạm đi một chút. Còn ở đây thì không có bị như vậy. Nhìn cái rổ bì mà thấy ưng gì đâu á. Cái màu sáng mà sạch dễ sợ luôn à. Để mình quay vô trong đây cho các bạn xem không gian ở trong đây nha. Đó, cái hẻm chỉ có nhỏ xíu xíu như vậy thôi à. Không gian trong đây thì hẹp lắm, một bàn chỉ ngồi được khoảng 2 người thôi à. Hiện tại thì cũng đã full bàn luôn rồi nè. Phần ăn của mình cũng đã xong rồi, giờ thì mình về nhà mở ra cho các bạn cùng xem ha. Tên ren, bất ngờ chưa, đây chính là 2 phần khi nãy mình mua đây nè. Giỡn với các bạn thôi, chứ bây giờ mọi người đợi mình một chút xíu xíu ha. Để cắm 2 cái ống hút này vô ly đã, rồi đi vô lấy cái tô ra nè. Ok, đã xong, giờ thì 2 tô cũng sẵn sàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở bịch đầu tiên ha, đó chính là bịch nuôi. Mở cổng thùng ra rồi đổ cái bịch nuôi này vô tô cái đã. Nhìn cái màu nuôi vàng mà đẹp mắt quá chừng quá đất luôn à. À không sao, chắc cho mình mua ở quán này để trong bịch hơi lâu nên mới vậy á. Ok, xong bịch nuôi rồi thì chúng ta lại tiếp tục đến cái bịch tiếp theo, đó chính là bịch bánh canh. Bây giờ xong 2 tô rồi thì mình sẽ đổ cái phần nước canh ra nữa là xong. Ôi chết, quên mất, biết vậy mình mua một phần giò heo với lại một phần sườn ha, để cho khác nhau một chút xíu. Mình ăn bánh canh và nuôi ở Sài Gòn cũng khá nhiều, nhưng mà đa số mình thấy những quán đều làm kiểu canh mà có nước sệt sệt á. Mới đầu mình bắt đầu ăn thì không quen, nhưng mà ăn hoài thì cũng cảm thấy là bình thường. Nhưng mà mình vẫn thích ăn cái kiểu mà truyền thống có nước kiểu vậy hơn nè. Vậy là xuất hiện một quán đúng ý của mình luôn á. Kiểu cái canh giống như hồi xưa mà mình đã từng ăn lúc còn nhỏ vậy. Xong một tô rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái phần này ra nữa ha. 2 phần canh này đều là phần giò cả, chỉ có khác mỗi bánh canh và nuôi thôi à. Từ lúc mình biết cái quán này thì mình cũng chỉ ăn có mỗi bánh canh và nuôi, chứ còn mì với hủ tiếu thì mình chưa có thử bao giờ. Ok ok, giờ đã xong 2 tô rồi. À quên mất, trong cái phần này thì người ta còn có cho mình cả nước mắm, chanh và ớt xay nữa. Mỗi lần mà mình ra ngoài quán ăn á thì còn có cả ớt xanh nữa mà dạng sắc lát á. Ớt đó là mình thích ăn cực luôn, nhưng mà chắc hôm nay do họ quên cho mình đem về rồi nè. Cho chanh và ớt xuống cả 2 tô này luôn nhá. Nhìn ở trong đây thì có vẻ là không được bắt mắt cho lắm đúng không nè. Bạn biết sao không, do mình mua về nhà nên là mấy cái hành lá rồi hành phi các kiểu người ta sẽ cho xuống dưới nước canh luôn, nên khi đổ ra thì nó sẽ bị chìm xuống hết trơn à. Không có giống như là mình ăn ngoài quán thì người ta sẽ trưng bày sắp xếp ở bên trên thì nhìn bắt mắt hơn. Bởi vì hôm nay là có hẹn trước nên phải mua về mà ăn, chứ cà kê lê thê ở ngoài quán thì không biết tới khi nào mới ăn xong luôn á. Ok, nước xong. À lụm lụm, ok nước. À trời, đang nói cái gì tùm lum tùm la vậy trời. Ý mình là lấy nước sang một bên rồi mở bịch nước mắm. Cái kiểu buộc thun ở quán này dễ gỡ lắm nha, chỉ cần rút có một lần thôi là đã gỡ ra được luôn rồi nè. Nước mắm này thơm lắm luôn, ớt ở trong nước mắm thì không có cay lắm đâu. Bạn nào mà muốn ăn cay thì cho thêm ớt. Nước mắm mặn ngọt mà kiểu sệt sệt chứ không có loãng.
Đây chính là bánh canh giò nè các bạn mình ơi, một tô như vậy có giá là 40k. Mình ăn ở đây được 3 năm rồi nè, hình như mỗi năm đều lên giá hay sao á. Năm trước mình ăn là 30, tới năm ngoái là 35, còn năm nay thì 40. Giò ở đây ưng dễ sợ luôn nè, cắn vô thịt mềm mà ngon lắm luôn á. Ngoài giò ra thì còn có cả huyết nữa. Huyết này giống như kiểu là được nêm nếm sẵn luôn rồi. Cắn một miếng thôi mà đậm đà lắm luôn nha. Còn có bì nữa nè, bì này thì được cắt miếng vuông vuông nhỏ nhỏ dễ thương lắm luôn. Miếng bì này thì không có mềm lắm đâu, ăn còn có độ giòn nữa nè. Tiếp đến bì thì còn có cả miếng thịt luộc nữa kìa. Ok la, bây giờ thì mình sang cái phần nuôi này ha. Phần nuôi này thì chân giò thì cũng không có khác gì bên kia đâu. Một phần như vậy thì có giò huyết, củ cải trắng, mỗi thứ một miếng. Hai miếng thịt luộc và ba miếng bì nữa. Nước canh ở đây thì kiểu như là nước hầm xương luôn, ăn đậm đà mà ngon lắm luôn nè. Nếu mà ăn hết một tô này thì mình vẫn chưa thấy no lắm đâu hi. Mình có mua thêm sữa đậu nành nữa nè, một ly như vậy có giá là 7k. Sữa này kiểu nhà tự làm, uống đậm đặc và thơm lắm luôn. Nói chung là ăn và uống ở đây thì mình khá ưng. Mỗi điều là một tô như vậy thì mình ăn cảm thấy không có no. Đang voi mà mưa lớn quá trời quá đất luôn mà nghe thấy tiếng reo tàu hũ nên quyết định mua một chén ăn cho ấm bụng. Tàu hũ được chan chung với nước đường, nước đường thì được nấu với gừng rất là thơm luôn. Món này là món cả một thời thơ ấu của Loan Hensi luôn á. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Loan Hensi. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất nha. Các bạn có thể tương tác với Loan nhiều hơn qua bay Loan Hensi, là sẽ để link dưới phần mô tả nhé.